Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề bài thể dục liên hoàn ném bóng. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô mời các em đứng dậy khởi động. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động các khớp. Động tác thứ nhất, xoay cổ. Các em sẽ xoay từ trái sang phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay. Các em xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 3, xoay vai. Hai tay nắm hai chuẩn vai, xoay từ sau ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư, xoay cánh tay từ sau ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 5, xoay hông từ trái sang phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 6, xoay cổ tay cổ chân. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, đổi chiều tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo các em thực hiện các động tác căng cơ. Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. Thực hiện bên trái 8 nhịp, sau đó đổi sang bên phải cũng thực hiện 8 nhịp. Các em nhìn theo hình và chúng ta thực hiện theo nhé. Động tác thứ nhất, căng cơ tay vai trước. Các em thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 2, các em thực hiện căng cơ tay vai sau, thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 3 là động tác nghiêng lườn. Các em thực hiện bên phải trước. Nghiêng lườn bên phải, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư là động tác gập thân. Các em cúi người xuống và chúng ta giữ 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Hồi. Động tác thứ 5. Các em thực hiện căng cơ đùi sau. Các em thực hiện chân trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 6. Các em thực hiện căng cơ đùi trước. Các em thực hiện bên chân trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 7. Các em thực hiện ép dẻo. Chân trái bước ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ 8. Các em thực hiện ép dẻo ngang. Các em ngồi xuống bên chân trái và chân phải. Các em duỗi thẳng. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Sau khi các em khởi động xong, cô mời các em ôn lại toàn bộ bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 cho đến nhịp số 20. Tư thế chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Mời các em ôn lại lần thứ hai theo video clip. Bài thể dục liên hoàn lớp 6. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bài thể dục liên hoàn lớp 6. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Như vậy là các em đã ôn xong bài thể dục liên hoàn. Ngay bây giờ cô mời các em sẽ chuyển qua nội dung ném bóng. Ngày hôm nay các em sẽ học kỹ thuật ra sức cuối cùng. Các em quan sát hình vẽ. Kỹ thuật ra sức cuối cùng. Tư thế chuẩn bị: đứng chân trước chân sau, chân cùng bên với tay cầm bóng ở phía sau. Bàn chân trước thẳng với hướng ném bóng, tay thuận cầm bóng duỗi thẳng ở phía sau, thân người ngã ra sau và xoay về phía tay cầm bóng. Về cách thực hiện, các em đạp mạnh chân sau, thân người gập nhanh ra trước, kết hợp dùng sức mạnh của tay ném bóng ra trước. Khi ném, các em chú ý góc độ ném, nghĩa là tay rời bóng tầm khoảng 45 độ, tránh trường hợp bóng rời tay quá sớm hoặc quá trễ sẽ làm giảm thành tích. Khi ném xong, các em phải sử dụng kỹ thuật để giữ thăng bằng. Có hai cách để giữ thăng bằng. Cách thứ nhất đó là chúng ta dùng chân trước để giữ thăng bằng. Các em quan sát hình vẽ. Cách 1, dùng chân trước để giữ thăng bằng. Khi bóng rời tay, nhanh chóng nâng gót chân sau lên cao. Bàn chân trước tì lên mặt sân, hai tay dang rộng để phối hợp giữ thăng bằng. Các em chú ý, sau khi ném, các em sẽ rất dễ bị mất thăng bằng. Do đó các em chú ý vạch giới hạn để không bị phạm quy. Cách thứ hai đó là các em nhảy đổi chân để giữ thăng bằng. Các em quan sát hình vẽ. Khi muốn rời tay, nhanh chóng đưa chân sau ra trước, đặt sau vạch giới hạn, bàn chân tì lên mặt sân để giảm lực quán tính. Chân trước đồng thời đưa tay nhanh ra sau lên cao, hai tay dang rộng để phối hợp giữ thăng bằng. Như vậy bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Các em luyện tập thêm ở nhà bài thể dục liên hoàn và hai kỹ thuật ra sức sau cùng và kỹ thuật giữ thăng bằng. Sau đây là một số câu hỏi củng cố bài. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu kỹ thuật ra sức cuối cùng của môn bóng ném. Câu hỏi thứ hai, có mấy cách giữ thăng bằng sau khi ném? Kể tên. Câu hỏi thứ ba, em hãy nêu kỹ thuật giữ thăng bằng bằng cách nhảy đổi chân. Sau đây là bài tập về nhà. Sau khi nghe bài giảng xong, các em hoàn thành các câu hỏi củng cố trên và gửi cho giáo viên theo hai hình thức: viết ra giấy, chụp hình hoặc làm bằng file Word gửi qua mail hoặc Zalo cho cô Ngọc. Mail ngole7891a@gmail.com, Zalo 0914742000. Tất cả các bài làm của các em nộp xem như một hình thức điểm danh các em có tham gia học tập và tính vào cột điểm chuyên cần. Các em có 10 bài củng cố tương ứng với 10 điểm. Số bài làm tối thiểu của các em đạt điểm này là từ 7 bài trở lên. Các em có thể làm bổ sung đến hết tuần 12 của học kỳ 1. Tuần 13 cô sẽ tổng kết số bài làm của các em đã nộp và báo điểm về cho các em. Phần bài học ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.